Hello, chào mừng các bạn quay trở lại trên nơi ảnh hưởng của tớ, channel Hương Wish. Tớ mới ngủ dậy nên trông cái mặt nó rất là ngu, các bạn cũng thấy ở đấy. Và hôm nay là cuối tuần, yeah, finally, cũng cuối tuần rồi nên là ngủ nữa. Và xem tớ có gì mới này, trời ơi quá trời son clicky. Bây giờ tớ sẽ make up nhanh để đi hẹn ngắm hoa với các bạn cùng lớp, chờ mãi mới tới cuối tuần để được đi. Tớ có chỉ kẻ mày vàng nhóng nhánh ánh thị kim cương cực đẹp thì nhà color key. Cái chỉ kẻ này thì mực đều mà dễ lấy, vẫn là cứ bám lâu trôi và có đầu chuốt lại nên là vẫn cứ thích. Ai mà cứ sợ bay mất lông mày ấy, thì phải sắm với em chỉ kẻ mày này bởi vì độ bám rất là tốt ấy. Ồ la la, phấn mắt nhà Color Key xinh xỉu luôn ý. Mở hộp phấn mắt ra là thấy kiểu như là dấu chân mèo ấy. Trời ơi, cưng quá luôn ý. Cái hộp phấn này rất là nặng và cầm chắc tay, nó không phải kiểu ọp ẹp. Và tớ cảm thấy nó rất là xứng đáng với cái giá tiền là hơn 300.000 bởi vì chất phấn rất là bám. Còn về cái khoản mà lấp lánh ý thì không cần phải bàn luôn đấy các cậu. Đỉnh hơn cả mà khiến tớ yêu nhất trong tất cả những cái dòng của Color Key đấy là kẻ mắt các cậu ạ. Tớ phải nói thật là cái kẻ mắt này nó đỉnh lắm luôn ý. Cái kẻ mắt này nó mảnh, nó sắc nét, đậm màu và chống nước. Tớ thử vẽ ra tay và lau luôn mắt mà nó không hề bị lem một tí nào. 140 cành cho chiếc kẻ mắt này là quá đỉnh. Và tôi phải cảm thán nói thực đấy là đây là chiếc kẻ mắt đỉnh nhất trong thời gian gần đây mà tôi đã mua và dùng luôn ấy. Và với những ai mà hay kẻ mi dưới thì phải tìm em nó ngay nhá. Loại kẻ mắt này của Color Key đã quá nổi tiếng và tôi thấy trên TikTok nhiều lắm. Đặc biệt là mê cái độ đậm và lên màu siêu nét luôn ấy. Muốn kẻ đường, kẻ to hay nhỏ cũng đều có thể chống nước, bền suốt ngày từ sáng đến tối. Quá đỉnh, 10 điểm. Dùng thêm một tí nhũ từ bảng phấn mắt và điểm highlight cho mặt thêm xinh. Và cuối cùng là son ý. Tớ thử ngay cái dòng Airy Lip Mirror này và với màu 714 thì ôi mê ư. Trời ơi, cái mùi hương này nó kiểu ngọt ngọt mà đúng kiểu mình thích. Quẹt lên môi một lần là kiểu phê vì kiểu chất son nó mỏng này, nó nhẹ mà nó lúc đầu sẽ cảm giác nó hơi dính xíu, nhưng mà cái kiểu nhìn môi mình ở trong gương ý, nó như kiểu tiêm filler vào môi ngay tức thì luôn ý. Nó căng hẳn lên, trời ơi, nó đẹp xíu. Và tip để đánh son của dòng Airy này đấy là các bạn sẽ đánh 3 lần son. 2 lần đầu thì các bạn có thể thoải mái bặm môi và dùng tay tán đều tùy ý thích. Nhưng mà đến lần thứ 3 thì nên dùng một lượng vừa phải để thoa nhẹ và tạo hiệu ứng căng bóng như là nước ở trên môi. Đẹp lắm ý các bạn, cái này mà ra nắng thì ối rồi ôi, hay cái này mà đi club thì ối rồi ôi nữa. Và ở lần thứ 3 này các bạn đừng bặm môi nhé. Và cái hiệu ứng nước căng mọng này sẽ gọi là lấp lánh tỏa sáng. Úi tuyệt vời, mềm lem. Thank you.
Hello, bây giờ tớ mới có thời gian để ngồi swatch các màu son mà tớ thích trong những cái dòng son của Color Key. Và đầu tiên là màu B702. Tớ cố tình để môi khô không dùng dưỡng xem thế nào. Vẫn là lướt son trên môi một cái là mê tít luôn. Và cái màu 702 này nó không đùa được đâu ấy, không đùa được đâu. Biến đôi môi thành trái cherry mọng nước ngay tức thì. Ui, cần gì đi tiêm môi cơ chứ, ực mềm lèm dã man. Kiểu như là cái son này kết cấu dưỡng ẩm nó cao nên là cái hiệu ứng lấp lánh như nước và cũng có một cái lớp finish nó phản xạ ánh sáng nữa. Cho nên là khi các bạn ra nắng hoặc là các bạn kiểu cảm giác là đứng trước ánh đèn ý, thì cảm giác môi nó giống như là gọi là sao ra nó phản ánh sáng trông nó hấp dẫn kinh khủng ý. Khi mà son khô rồi ý, thì sẽ không hề bị bết dính nữa. Ui đúng là u mê không lối thoát. Tiếp đến là màu B708 thì đây là một cái tông màu thế cực hợp với mọi loại da ấy. Khi mà tô một lớp nhạt thì sẽ tựa như là môi thật và tự nhiên không tưởng. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ căng hơn giống như kiểu mình tiêm filler môi kiểu đi phun môi ấy. Còn hãy tưởng tượng là ví dụ như mà các bạn đi học ấy mà các bạn không phải mang khẩu trang thì hí hí trông xanh xả thế này và đầy gây gửi thuyết tình chứ nhỉ. Hí hí đùa thôi. Mê quá trời mê. Không biết nên chơi cái gì với dòng son này nữa. Và có lẽ đây là dòng son bóng đỉnh nhất trong những dòng son bóng hoặc là những cái dòng son mà có hiệu ứng lấp lánh căng mọng mà tớ từng dùng. Dùng tẩy trang để làm sạch son trên môi thật là khó luôn ý, tại vì là tớ tô nhiều lớp. Tiếp đến là dòng Airy Velvet Lipstick mà tớ thích nhất này. Đầu tiên là cái màu R605. Ui, son thoa lấp đầu lên cảm giác nhẹ tưng như là không thoa. Mà màu này cực tôn da và làm sáng da, trắng da khác luôn ý. Và kiểu tự nhiên nữa. Vừa với các bạn mà dùng hàng ngày, xinh xắn, tự nhiên vô cùng. Còn có hiệu ứng làm đầy rãnh môi. Màu R608 cũng đẹp mà cũng không biết chơi cái gì bây giờ, trời ơi. À, chơi một cái là lúc mới lấy son ra thì cái dòng son Velvet này chất son này sẽ hơi khô một tẹo. Nhưng mà khi tô lên môi thì nó lại mềm mại một cách lạ kỳ, rất là khó hiểu. Và dù là son bán lì nhưng mà em này cũng lì. Nói chung là thích ý, mà các cậu công nhận là son nội địa Trung bây giờ kiểu vừa rẻ vừa chất không? Và cái màu mà mình thích nhất trong cái tất cả những cái màu của dòng Airy Velvet đấy là màu 601. Bởi vì em này có beige đỏ ấm làm mặt rạng rỡ hẳn lên. Các bạn thấy không, tô một cái là thấy xinh hẳn luôn, xinh gái hẳn luôn đi. Và cái này thì tô lòng môi hoặc là tô kiểu như là có 3 tầng màu đậm nhạt rồi nhạt dần ở trên môi của mình ý, thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng cho môi căng lên mà trông rất là thích, trông kiểu muốn cắn ý. Để các cậu mà thích màu nào nhất hay là thấy màu nào hợp với tớ nhất thì các cậu đừng quên comment phía dưới nhá. Và nói chung là bữa giờ sang Hàn toàn dùng đồ Hàn Quốc ấy, xong bây giờ được đổi gió xài đồ Trung ấy, kiểu tinh thần phấn khởi lạ lùng ấy. Mà đấy, tự nhiên muốn đi Trung Quốc chơi ghê ấy. Ok, tớ để thông tin sản phẩm ở dưới phần mô tả nên các bạn đừng quên mở cái phần mô tả ra để xem thêm nha. Và ghé thăm fanpage Instagram của tớ cũng như TikTok của tớ để xem thêm rất là nhiều video clip. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel bé nhỏ này để nghe một triệu sub. Và bye bye, chúc các bạn sẽ luôn xinh. Bye bye.